giao thông ở Thái Lan.
vào bờ thôi chứ lên nổi đâu. Các bạn thấy chiếc này tuột xuống, các phương tiện khác cũng phải lùi lại chứ tiến lên va chạm các bạn. Là chiếc phương tiện này chúng ta di chuyển vào bờ ha. Các bạn thấy đầu kéo nó đang di chuyển.
cũng nãy anh di chuyển xuống nãy giờ biết nhiêu lâu giờ lên thì có cũng phải chờ các bạn thấy chị chọn lại chúng ta đang chạy tiếp về trước nha, hai người cầm lái luôn các bạn. Cầm lái luôn các bạn, chở mình chở chị thẳng quá nè, nước mình đi tiếng luôn các bạn.